toán rồi, cho nên là nghe cái bên trung tâm mình cũng có học mới, đặc biết cái bộ là đăng ký đi học. Thứ hai nữa là em nghe bạn bè thầy cô nói nhiều cái khóa học cái đồ họa sẽ giúp đỡ mình rất nhiều khi mà ra xin việc xong rồi. Cảm ơn em. Tranh thủ giờ lớp nghỉ giải lao thì anh cho em hỏi thăm anh vài câu được không ạ? Được. Dạ anh tên gì? Anh tên Đăng Khoa. Dạ anh tham gia lớp kỹ thuật viên thiết kế đồ họa 2D này được bao lâu rồi anh? Anh tham gia lớp cũng được 1 tháng. Dạ thì hiện tại anh Khoa đang hoạt động trong lĩnh vực nào? Hiện tại thì anh đang công tác bên đại diện ban gia đình. Anh cái bên lĩnh vực anh đang tại giờ là đóng gói và chuyển trang. Dạ, vậy lý do nào mà anh tham gia vào lớp này để học về đồ họa? Lý do thì anh có hai lý do chính. Thứ nhất là anh yêu thích cái ngành này. Lý do thứ hai là anh muốn học để anh ra nghề luôn. Anh muốn làm một phim đồ họa để sau này anh muốn chuyển ngành làm khi đi vào mặt anh không muốn theo cái ngành quay của anh. Chào bạn, chào mừng mọi người đến với lần đầu tiên của mình. Bạn có thể tự giới thiệu với cô mình cho các bạn nghe được chứ? Dạ, mình tên mình học lớp kỹ thuật viên này thì bạn đã học qua lớp nào ở trung tâm không? Dạ có, mình đã học qua lớp chuyên đề Photoshop ở đây. Vậy thì bạn cũng so sánh giữa cái lớp mình đang học và những cái lớp bạn đã học trước đây của trung tâm á, thì bạn thì so với lớp chuyên đề trước á thì lớp kỹ thuật viên này có sự khác biệt là nó chú trọng vào vấn đề thực tế và đi từ bài tập thực tế lên cho đến lý thuyết, cho nên là học viên của mình sẽ nắm được bài học hơn. Và sau mỗi bài học á thì cô giáo có lập ra cái chuyên đề để nhóm và làm con đồ án. Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn.